Thôi khán giả lên quá trời luôn, đang giờ quá trời luôn. Chuẩn bị chưa? Các bạn đã chuẩn bị những vũ điệu của tụi con chưa? Đó là nhảy minh họa phụ chúng nha. Ok. Ok. Má nuôi thứ 8 của cô dâu. Dạ ra đây, xin mời quý vị, các gia hãy quý lên mắt. Bà nội của tôi.
Dạ làm như tăng mo chương trình hay sao mà phải kêu chồng rồi tới kêu vợ. Dạ là đầu tiên xin cho phép vợ chồng Hứa Minh Đạt và Lâm Vi Dạ được gửi đến quý vị khán giả lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Ủa quên đám cưới người ta mà làm như đám cưới mình. Dạ thì hồi nãy chồng em mới hát Khổ Vì Yêu Nàng rồi, thì em xin đáp trả lại chồng em một bài hát mà ai cũng biết, đó là bài hát có tên là Duyên Phận của nhạc sĩ Thái Thịnh. Nhưng mà mình đánh disco nha anh, chứ đánh bình thường nó buồn lắm. Dạ cái này là sở đoản của em, cho nó khác dở được ai chê tội nghiệp em. Dạ tội nghiệp quá trời luôn. Dạ chưa dài đúng nhạc thôi. Thank you, Lester. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.